Nếu ngày mai mi thức dậy trong một đống tiền đô với xe to nhà đẹp đều đặt ngay đúng chỗ, mà sống một tuần 7 ngày là hết 3 ngày trong số với ghê đẹp vây quanh cứ thoải mái lừa đúng cô. Mà mày thích cái gì là có cái đó. Muốn chơi thì có đủ trò, tiền không có thủ kho, nếu có một cái chó gì trên cuộc đời đủ khó để có thể đạt. Có thể nói là thành phố Hồ Chí Minh của chúng tôi là cái thành phố lớn nhất nước và cái lượng thực phẩm tiêu thụ cũng rất là lớn. Nói là thành phố Hồ Chí Minh, trên thực tế chúng tôi đã có là gần 13 triệu dân rồi. 13 triệu dân và phân bổ về 24 quận huyện. Việt Nam là đất nước rất là phong phú và đa dạng về sản phẩm vật tự nhiên, vừa về động thực vật. Việt Nam có cái địa hình là vừa đồi núi, vừa có trung du, vừa có cạnh biển nữa. Nên là cái đồ ăn đối với người Việt Nam thực sự là rất đa dạng, và nó là một cái gì đấy là văn hóa của người Việt. Nó ăn sâu và mỗi vùng miền lại có những cái đặc sản riêng, và người ta nói chuyện về đồ ăn và ẩm thực rất là nhiều. Bên cạnh đấy thì là với cái lịch sử là chế biến đồ ăn tự nhiên hoặc là nấu ăn ở nhà là một cái văn hóa thường xuyên của người Việt, thì người Việt rất là giỏi hiểu từng nguyên liệu để nấu nướng làm sao mà có thể làm bổ sung dinh dưỡng cho sức khỏe, cũng giống như là chữa bệnh này và chữa bệnh kia. Khi cảm thì ăn cái gì, hoặc là tránh ăn cái gì, đau bụng thì ăn cái gì. Ví dụ như ngày xưa tôi nhớ là đau bụng thì ba tôi sẽ nướng trứng gà với lá mơ chẳng hạn. Thì đấy là một cái cách mà chữa trị trong dân gian. Thì âm nhạc bao nhiêu đầy đủ, diễn đen sân khấu mà đến xem có bao người đang tung hê. Rồi xem mấy người để trong ngõ sau tôi tắm hoặc vai cùng về. Thành công chật đến rất đâu có mẹ nào mất vài tháng tương lai. And the food is very balanced. It has, like I said, very little protein, very little meat, a lot of vegetable, a lot of fresh herbs. And it's very light, it's not oily. So because of that, it's an extremely healthy way of eating and very natural. Whereas Vietnam, the rice is everywhere. So it's very much a rice-based culture, and this is very important for the and fundamental for the people who they are and what they eat. So you see, there are more rice products than any other product. And we probably have more rice products than any country. So that tells you how important the rice is to Vietnam. Cái ngành nông nghiệp của Hồ Chí Minh City thì chúng ta thấy rằng là phần lớn là gạo thì cung cấp từ đồng bằng sông Cửu Long, rau thì từ Đà Lạt, Tây Ninh và một số tỉnh lân cận, thịt thì từ Đồng Nai. Thì đứng về góc độ là những cái nông sản như là thịt, cá, rau, củ quả thì hơn 80% là chúng tôi phải nhập từ các tỉnh về, chứ thành phố chỉ tự sản xuất được là 20%. Thương quá không cam tâm, làm người công chúa cũng không quên. Ta chẳng khác gì. In 1989 they started also the new policy, which is the opening of the country called the Bắc Mới. With this policy they give back the land to the farmers. So many farmers, land over 40,000 square kilometers. That means that many, many small farms with an average of 2 to 5 hectares per farm. In 90, they became self-sufficient in rice. If the price of the rice fluctuates of 1,000 dong or 2,000 dong, it's possible that you eliminate 80% of the population who were able to buy it before the fluctuation price. At least most people have enough to eat. I think the issue is, of course, there's always inequality. You know, some people have more than others. And as Vietnam is developing now, we have more people coming from the countryside into the cities to live and to work, because these are more of the way opportunities are. So for me, I think that's the biggest issue, is really this group of people, and they're becoming bigger, you know. So we have probably at least, I would say maybe 3 million people like that. If you're not from here, you don't have an identity here, you don't have access to all these resources. That's the group that doesn't have access to enough food, enough other resources like shelter, education, and healthcare, for example.
Theo tôi thì với 15 triệu dân thì việc đảm bảo cho vấn đề về cái đủ cái nguồn cung cấp lương thực, đặc biệt là dành cho những cái người mà có cái gọi là thu nhập thấp và một số cái tầng lớp về yếu thế trong xã hội, đặc biệt là những cái người già không còn điều kiện lao động nữa, thì là một cái vấn đề vô cùng lớn. Công ty VTV Corp là một trong những cái doanh nghiệp xã hội ở tại Việt Nam và cũng đã được thành lập 10 năm rồi. Một điều nữa, khi VTV Corp mà sáng lập cái ngân hàng thực phẩm Foodbank Việt Nam này á, thì Foodbank Việt Nam là thành lập những cái việc này. Một bên là sẽ giúp cho các cái máy ấm nhà mở viện dưỡng lão, một bên là giúp những cái nguồn thực phẩm đi đến đúng cái nơi nó cần, thì nó sẽ tránh gây cái sự lãng phí về cái thực phẩm rất là lớn. Thứ nhất là chủ yếu là do cái chuyện mất vệ sinh, tức là khi bị nhiễm những cái mầm bệnh, mà đặc biệt trong môi trường nóng ẩm của khí hậu nhiệt đới. Rồi thì thực phẩm thì lại được bảo quản không đúng cách, rồi đi về rồi các chợ truyền thống, rồi tay trần tiếp xúc vân vân. À, đặc biệt là cái thức ăn đường phố, chúng tôi có 30.000 cái cơ sở để mà thí dụ như là bán hàng thì phải có găng tay, rồi không có trực tiếp là sử dụng. Vừa cái bàn tay đấy là vừa bốc thức ăn rồi lại vừa cầm tiền chẳng hạn. Thế rồi thì những cái quy định về cái tủ thức ăn, rồi về những cái dùng kẹp gấp thức ăn vân vân và vân vân, rất nhiều thứ. Nhưng mà cái sự tuân thủ thì nó cũng chưa phải là 100%. Chúng tôi vẫn đi vẫn xử phạt. Nhưng mà cái làm chúng tôi lo ngại nhất vẫn là những trường hợp mà nếu như có chất cấm hay là các cái hóa chất nó tồn dư và nó sẽ tồn tại trong cơ thể thì nó sẽ gây hại cho sức khỏe của người dân. Thì không biết có phải là trùng hợp hay không, nhưng mà phải nói là cái số lượng các cái ca ung thư mà phát hiện của những năm gần đây ở Việt Nam nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng nó tăng rất là nhiều. Chính là vì đại đa số người dân thì cái thu nhập cũng còn rất là khiêm tốn. Và nếu như phải chi tiêu thì họ sẵn sàng nhịn ăn, tức là coi như là ăn ở một mức độ là không phải là tuyệt đối an toàn, đó những cái sản phẩm mà rẻ thôi. Thì bản thân tôi khi sử dụng rau quả hiện tại tôi chỉ thứ nhất là sử dụng các cái sản phẩm GAP mua tại siêu thị, chứ các cái sản phẩm ngoài mua ngoài các cái chợ bên ngoài thì thực sự là đôi khi không được tin tưởng lắm, vì việc sử dụng phân bón và thuốc hóa học nó quá là tràn lan. Nên khi có các cái sản phẩm organic thì thường tôi vẫn tìm hiểu. Nhưng có điều là cái rào cản về mặt chi phí nó quá cao, nên cái việc sử dụng sản phẩm nó cũng bị hạn chế rất là nhiều. Phải nắng con đường xưa, những chiều hẹn nhau mưa đổ. The most clean products or without chemicals are going to the export market because the farmers can get more money of the products, and the local market cannot pay this type of products because are too expensive for them. Nhưng mà điều so với cái tỷ trọng của cả khu vực thì nó còn rất là nhỏ và cái giá thành của nó khá cao, cái giá thành của lúa hữu cơ khá cao. Hiện nay cái giá thành của lúa sản xuất hữu cơ thì nó cao khoảng gấp 2 đến 2,5 lần giá lúa thường, chưa có cái stamp, chưa có cái chứng nhận cho cái organic, bởi vì ở Việt Nam là chưa có cái hiệp hội nào mà đứng ra có cái quyền là để chứng nhận cái organic. Ở Đà Lạt cũng như các vùng sản xuất nông nghiệp khác ở Việt Nam thì việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, việc sử dụng phân bón hóa học nó đã đi vào cái gọi là tiềm thức của nông dân rồi. Như thế thì nó có thể dẫn đến việc là hậu quả liên quan đến việc mất cân bằng dinh dưỡng đất, rồi thoái hóa đất, tất cả mọi thứ liên quan đến môi trường. The soil here in London Promise are too bad because every time they use the same variety, so finally the same crop. If one farmer grows tomato every time, it's going to grow tomatoes, and finally this is bad to the soil because you have the same diseases, the same bacteria, the same virus.
in the soil, and also the due to the war, the soil is sometimes they have like herbicides or something like this that it is not good for the crops. Mặc dù chính phủ đã có những cái quy định rất là chặt chẽ, những cái chính sách rất là chặt chẽ về kiểm soát hóa chất cũng như an toàn thực phẩm. Tuy nhiên thì chúng ta thấy là cái việc mà vi phạm về hóa chất cũng như an toàn thực phẩm nó tràn lan ở trên thị trường cũng như là trên các cái nông trường. Thế thì một trong những kênh mà tôi cho là kênh hiện nay có ảnh hưởng rất lớn đến người dân là những kênh của các cái doanh nghiệp, của các công ty bán thuốc trừ sâu và hóa chất cũng như là phân bón. Họ tổ chức những cái lớp tập huấn cho người dân, giới thiệu sản phẩm, họ tổ chức những cái mô hình trình diễn, giới thiệu những cái thuốc mới. Họ cái hệ thống phân phối của họ rất là gần và sát với người dân, chính vì vậy mà đôi khi nó sẽ mâu thuẫn với cái mục tiêu về phát triển bền vững và ổn định phát triển bền vững trong ngành nông nghiệp. Thì đây là một cái tôi nghĩ là một cái vấn đề mà rất là quan trọng, chính phủ cần phải nhận thức được những điều này. Vietnam ban glyphosate 3 weeks ago. In France we still wait for 3 more years. They stop the importation, but we don't know how many liters was imported before. But it's a good print. Một mặt là chúng tôi phải hướng dẫn cho người nông dân. Một mặt chúng tôi phải tăng cường kiểm soát trên ruộng đồng, nó cùng với cái ngành nông nghiệp của các tỉnh. Mà cái quan tâm này nó có những cái khó khăn kèm theo, như tôi nói, để thay đổi ý thức của người nông dân nó đòi hỏi cả một quá trình. Thứ hai nữa là để xử phạt, mà nếu như trường hợp đây là những người nghèo cũng rất khó khăn. Hầu như các nông dân Việt Nam không được nhận thức đầy đủ về sự việc mà bản toàn toàn bảo hộ lao động khi mà sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hoặc là các chất hóa học khác trong canh tác. Do vậy thì nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người nông dân, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe trong cái gia đình họ, cũng như là ảnh hưởng trực tiếp đến những người sống xung quanh cái trang trại của họ, trong cái đồng ruộng của họ. Thì những cái chính sách cũng như các cái hỗ trợ của chính phủ Việt Nam hướng tới sản xuất bền vững hơn thông qua những cái tập huấn, thông qua những cái mô hình trình diễn. Nhưng nhiên thì cái việc mà ứng dụng của người dân đang còn rất hạn chế vì hiện nay là người dân đang gặp họ rất là sợ những cái rủi ro khi mà thay đổi những cái truyền thống canh tác của họ. Sometimes the farmer try to do it like a cleaner product, but cannot get a good harvest because they have a lot of pests and diseases, and they just go back to the conventional production. Vì vậy mà theo tôi thì cần phải có những cái chính sách mà hỗ trợ người dân giảm thiểu những cái rủi ro khi mà áp dụng những cái kỹ thuật mới, phát triển sản xuất bền vững hơn. Phát triển các hợp tác xã là một cái hướng mà tôi cho là rất là đúng đối với những cái quy mô người sản xuất nông dân nhỏ ở Việt Nam. Việt Nam là một trong nước ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu, và việc như chúng ta thấy là một cách không kiểm soát, bùng nổ cách không kiểm soát thì nó đã gây ảnh hưởng nặng nề đến cái tác động và nhìn đến môi trường. Lũ lụt ở Đà Lạt, ở Việt Nam nói chung cũng ngày càng tăng lên, bởi vì là đất đai, những cái khoảng xanh, những cái cánh rừng không còn để giữ trữ nước để bảo vệ chúng ta khỏi những tác động tiêu cực từ môi trường. Cái biến đổi khí hậu rồi cái mực nước biển dâng đó hiện nay là một cái vấn đề rất là hot ở đồng bằng sông Cửu Long. Thì hồi xưa đó là cái giáp nước, cái nước mặn hồi xưa nó thâm nhập vô cái dòng sông Hậu là chỉ có khoảng chừng 90 cây số thôi. Bữa nay nó vô là tới 30-40 cây, thậm chí có nơi tới 50-60 cây số. Có nghĩa là cái thâm nhập mặn nó ngày càng rất là sâu. Còn cái mực nước biển nó lại cao hơn hồi xưa nữa. Climate change is a very big issue that we need to solve as soon as possible, but I think that more and more stakeholders are starting to rethink the way they act individually and also within companies, within organizations. So I think we are going in the right direction. The most challenge in future, in my part, is to connect people, how they can help each other.
What is the good practices in Thailand, in France? Riêng thành phố Hồ Chí Minh chúng tôi, ban an toàn thực phẩm chúng tôi thì đã có rất nhiều các cái chương trình hợp tác. Thì đương nhiên mỗi đất nước sẽ có một cái thế mạnh. Thì chúng tôi nói thí dụ như trong năm 2017-2018 thì chúng tôi đã liên tục gửi các cái nhân viên kỹ thuật để qua New Zealand chẳng hạn, để mà có cái đào tạo về cái bảo đảm an toàn thực phẩm trong cái lĩnh vực nông nghiệp đối với những thực phẩm, sản phẩm thực phẩm tươi sống, rồi cái xây dựng cái chuỗi thực phẩm an toàn cũng như là cái hệ thống kiểm nghiệm. Rồi đối với cái chợ đầu mối Angis của Pháp chẳng hạn thì chúng tôi cũng có cái chương trình hợp tác để mà học tập, để mà có thể là áp dụng. Hiện nay như chúng ta đã thấy là ngành nông nghiệp Việt Nam đang có hai hướng, dường như là đang phân cực ra hai hướng. Một hướng là phát triển những cái quy mô trang trại lớn và theo hướng áp dụng công nghệ, như chúng ta thấy là công nghệ 4.0 đúng không ạ, là công nghệ. Và cái hướng này thì do các cái doanh nghiệp lớn đầu tư phát triển ở xung quanh các thành phố lớn, dùng những cái công nghệ nông nghiệp kiểm soát hiện đại để phục vụ cho cái thị trường lớn. Thì đây là một hướng phát triển rất là mới mà mở ra được một cái tiềm năng mới cho ngành nông nghiệp. Mục tiêu của AdHub đó là xây dựng một hệ sinh thái nông nghiệp đi từ việc là sản xuất đến việc kinh doanh, nhằm hỗ trợ người nông dân từ việc là sản xuất ra sản phẩm chất lượng, nhưng đồng thời cũng là mở ra cái cơ hội thị trường tốt hơn cho người nông dân, từ đó nâng cao được chất lượng và cái giá thành sản phẩm cho người nông dân. Ngoài ra thì người tiêu dùng cũng có thể tiếp cận được cái thực phẩm an toàn và chất lượng so với các phương pháp truyền thống. Thì tất cả giải pháp bên mình hướng tới đều hoạt động trên nền tảng công nghệ, từ việc quản lý việc canh tác, quản lý sản xuất đến việc là quản lý truy xuất nguồn gốc nông sản cũng như là kết nối thị trường cho người nông dân. Về vế thứ hai là về phía là cái vế thứ hai của ngành nông nghiệp, là mặc dù là một bên vế phát triển đang theo hướng rất hiện đại, còn bên kia để phát triển người dân vẫn đang bị gọi là giữ lại ở quy mô nhỏ. Người dân ở bằng sông Cửu Long cũng như là người dân ở vùng sâu vùng xa là giữ lại sản xuất ở quy mô nhỏ, sản xuất ở những cái trình độ kém hơn, từ tiếp cận đến tín dụng khó hơn, tiếp cận đến khoa công nghệ khó hơn. Thì đây là một cái thái cực khác của ngành nông nghiệp của Việt Nam cũng cần phải tháo gỡ. Cái organic thì cái điểm đầu tiên của nó là mình nuôi cá đó, thì khi mà nuôi cá đó thì trong một cái hồ, trong cái ao kính đó, thì mình sử dụng cái thức ăn cho cá cũng là những cái sản phẩm thừa của nhà hàng, của nhà trẻ đó, và các cái rau củ trong tự nhiên, ví dụ như lục bình này kia rồi đó. Ở trong nước nó có dư cái lượng thức ăn thừa nè, rồi nó có cái phân con cá đó, thì từ hai cái đó thì mình mới là bơm lên cái hồ để mình xử lý, thì dùng cái biện pháp vi sinh. Thì trong cái môi trường là giàu oxy, rất là nhiều oxy, và trong đó là có những cái vi khuẩn, có những cái bacteria, những cái con vi khuẩn có lợi, nó chuyển hóa từ coi như là NH4 trong cái phân hủy cái chất hữu cơ, nó tạo thành cái nitrat, nó tạo thành cái nitrat cho cây hấp thu. Thì khi mà nó cái quá trình phân hủy nó diễn ra mà nó đạt trong một cái tỷ lệ nhất định rồi đó, thì mình dùng cái nước đó mình lấy cái vi sinh lại, rồi mình dùng cái nước nitrat đó thì mình đem đi xử lý về pH, xử lý về các cái hàm lượng vi lượng các thứ cho nó phù hợp với từng cái loại cây. Thì sau đó thì mình mới chuyển lên cho cây nó hấp thu. Thì khi cây nó hấp thu xong thì nước nó trả về hồ, coi như là nó recycle lại. Thì bản thân cái rau củ quả khi mình thu hoạch thì nó có cái lượng thừa, thì quay về để nuôi gà, nuôi cá, nuôi heo. Và tất cả trong trang trại này là tất cả là đều là quay tròn hết. Đó là sử dụng, tái sử dụng hết chứ còn không có mua ở ngoài đáng kể. Thì bản thân mình là kỹ sư ngành xây dựng thì cũng là một câu chuyện, rồi qua cái đam mê rồi cũng tự học hỏi. The role of businesses in enhancing sustainable development, they are going faster compared to governments. The French Chamber of Commerce in Vietnam, his role is to drive and represent the French business community. A lot of our members, they are working in agriculture or food and beverage. For example, Les Vergers du Mekong,
which is a company producing like fruit juice and jam and coffee. Also the company Maru, who is a chocolate. So they are producing cocoa here. So what they do is that they work with local farmers and they have sustainable practices, also influencing other businesses in the same sector. I founded La Holista before I moved to Vietnam in 2014. And then the Holistic Fair came along very quickly. This is an event where we just give exposure to small businesses doing organic produce. Kêu gọi cộng đồng ủng hộ, chấp nhận trả một cái giá cao hơn để cho khuyến khích cái nông nghiệp hữu cơ nó phát triển. Từ các cái trường từ từ người ta thay đổi trước, nghĩa là người ta đầu tư cho con cái trước để có cái thực phẩm sạch trước, rồi khi từ 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 nó mới ra tới. Quan tâm của người tiêu dùng không phải, nó không dừng ở mức là ăn no mặc ấm nữa, mà nó tiến tới việc là ăn ngon mặc đẹp, có nghĩa là người ta bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến nguồn gốc, đến chất lượng của sản phẩm người ta tiêu dùng, đặc biệt là thức ăn, vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của bản thân, của gia đình. We shouldn't wait for the large corporation, we shouldn't wait on the government. It's our daily actions that actually will make a difference. So it is our vote. My money, every day, for every single thing that I buy, that counts so, so much. And I think everybody should really realize this. The options are there. There's no excuse. Và chính phủ cũng đang quyết liệt để làm cái chuyện này. Chứ nếu không là cũng khó mà có thể phát triển được.